sống cuộc đời tàn phế, bệnh tật, sau khi về lại quê hương, phải ẩn dật sống cuộc sống điếm từng ngày, nhặt ve chai kiếm sống, là những gì còn sót lại của bà cụ ngoài 60 tuổi này, sau khi phía nhà chồng Trung Quốc vứt bỏ giữa đường, khi ép phải làm cỗ máy để thuê bắt đắc dĩ đến tàn phế. Trốn nó đánh thứ hai được rồi chứ nha. Chưa biết tiếng đánh. Nó đánh, nó bà trốn à? Dạ. Không cho tiền, tôi cứ nhảy xe, tôi chập chạy, tôi nói, tôi đi à? Tôi ra hiệu, tôi đi, tôi ở lên xe. Nếu như 30 năm về trước không lỡ dại, lầm đường lạc lối nghe lời bạn bè sang bên kia đất bạn, thì có lẽ cuộc đời bà cụ này chắc sẽ khác. Để giờ đây nhắc lại tuổi trẻ của mình, chỉ là những cơn ác mộng, ký ức kinh hoàng, chẳng khác nào là địa ngục của trần gian. Thôi, thời gian cũng qua rồi, nhưng những gì bà nhắc lại cho chúng ta cũng cảm thấy rùng mình, khiếp sợ cho số phận của cuộc đời của bà. Mong sao thời gian tới bà sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn, để xem như phần nào bù đắp lại cho số phận nghiệt ngã của bà đã từng trải qua. Đây là ngôi nhà của bà cụ nè. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại thành phố Móng Cái thuộc tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam. Và tỉnh Quảng Ninh ngay tại thành phố Móng Cái này thì có một cái cửa khẩu rất là lớn, đó là cửa khẩu Móng Cái giáp với Trung Quốc. Đấy. Và hình ảnh phía trước mặt của cô bác quý anh chị đây là chính là một bà cụ năm nay cũng khá là lớn tuổi rồi. Bà đang sống ở trong cái ngôi nhà như thế này. Đấy. Và cái chân của bà đi khá là khập khiễng luôn. Đây là nhà của bà cụ này cô bác anh chị. Đây, không gian ngôi nhà của bà nè. Rồi khá là chật hẹp luôn, ở trên này có một cái miếng bạc nha cô bác anh chị. Chú ngồi, bà ngồi lên giường đi bà. Bà ngồi lên giường đi. Chú cầm đi. Dạ. Ông đây là một tối lúc ông bà nhỉ? Một tối, hai bốn chú mua vẫn cho nó vẫn còn nguyên đấy. Có ai làm của bà đâu. Bọn đấy phải nói siêu sáng mình. Dạ. Bà ơi, hôm nay con được khen với giới thiệu về bà đó. Thì bà cho con biết là bà tên gì rồi ha. Bà tên gì? Tên là Phúc. Tên Phúc. Bà năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 60 rồi. 61 tuổi. Từ trước giờ bà sống ở đây có một mình hay sao? Mỗi mình thôi. Mỗi một mình thôi. Chứ tôi ở trong kia. Ở đâu? Ở trong nhà hoang kia, sao họ bữa cho tôi, họ tìm công an phường tìm nhà cho tôi ở chỗ này. Dạ, trước kia ở nhà hoang, bây giờ tìm được ngôi nhà ở đây. Bà sống ở đây được bao lâu rồi? Ở đây tôi ở cả hai chỗ là hơi chục năm rồi, 16-17 năm rồi đấy. Con nghe nói trước kia là bà sống ở Trung Quốc hả? Ở bên Trung Quốc. Dạ, là sao cơ duyên sao bà đi qua tới Trung Quốc như vậy? Nó lừa tôi đi sang Trung Quốc chứ bà. Dạ. Người gái về nó lừa tôi sang Trung Quốc. À, lừa sang Trung Quốc, ai lừa bà? Người cùng làng chồng cũ mà, dạ. Ở Thái Nguyên ấy. Lừa như thế nào bà có thể kể cho con nghe với. Nó trước tôi là chú là tôi có đời chồng chưa có làm cô con 7 tuổi. Là bà ở Việt Nam có đời chồng. Có đứa con 7 tuổi. Dạ rồi sao? Sao nó lừa tôi đi à? Lừa, lúc đó bà bao nhiêu tuổi? Lúc đó tôi 30 rồi. 30 tuổi, lừa bằng cách nào bà? Nó lừa cho bà mang đi tìm con cho tôi. Nó qua bên đó làm gì? Nó đi tìm con. Tìm con cho bà. Ủa đứa con 7 tuổi của bà thì lúc đó không có sống với bà sao? Nó lừa thằng cu cho xong bên Trung Quốc, nó lừa tôi, nó lừa thằng cu tôi đi năm trước, tôi đi năm sau. Tôi đẻ một đứa cháu gái đó, sang bên Trung Quốc mới được 1 tuổi. Có nghĩa là lừa con bà đi sang Trung Quốc trước, rồi sau đó bà mới đi sang đó. Rồi lừa bà sang đó thì bà ở bên Trung Quốc bao nhiêu năm? 20 năm. 20 năm. Trời ơi, rồi bà làm gì ở bên đó? Bên đấy cây ruộng, cây trồng khoai trồng sắn thôi chú ạ. Trồng khoai trồng sắn, rồi có trồng gì không? Chỉ cây lúa thôi, trồng lạc. Trồng lúa, trồng lạc.
Mà lúc bà sang Trung Quốc bà có gia đình không? Có chồng không? Tôi sao tôi mới lấy chồng bên đấy à? À lấy chồng bên đó. Lấy chồng bên đó là người ta lừa sang, người ta bà bán bà sang đó. Vì lấy xong rồi nó không cho về nữa. Không cho về nữa? Ừ. Ở bên đó? Ở bên đấy xong tôi đẻ, năm 49 tôi bị này, nó đưa tôi về à? Bị này hả? Ừ, bị nửa người chứ này. Dạ. Là lúc đó là bà không có bị tật? Chứ tôi chưa bị thế này đâu. Dạ. Ngày xưa năm 49 tuổi tôi đẻ cô út với thằng Trung Quốc ấy. Thế tôi bị này. Sao mà đẻ sanh mà đến bị đó vậy? Đẻ xong nó mới bị từ năm hậu sản ra à? Bị gì? Hậu sản. Hậu sản? Ừ. Dạ rồi bị vậy. Rồi cái nó mới đưa về. Ừ. Nó đưa về bằng cách nào à? Nó đưa về, nó ra cái đưa cổng biên nó đưa về. Dạ. Ra cổng biên tôi ra bên xe tôi tìm đường tôi hỏi thăm mới về à? Tôi dạ, ra ở đấy là giữa tháng Trung Quốc mới tôi về đến đây chú ạ. Dạ. Thì lúc đó là gã sang Trung Quốc là chồng Trung Quốc ở tỉnh nào? Ở trong Quảng Đông cơ. Ở Quảng Đông nè. Rồi đưa cho tiền bà đưa xe về. Nó cho tiền đâu? Tôi biết tiếng là tôi cứ đi bừa vậy ạ. Đi như thế nào bà kể con nghe với. Nó không cho tiền tôi cứ nhảy xe tôi chụp kẹo tôi nói tôi đi à. Tôi ra hiệu tôi đi tôi ở lên xe. Rồi lúc đó là bà ở với chồng Trung Quốc có con mấy tuổi? Con giờ đẹp trai hai gái nó. Ừ. Một trai, hai gái. Ừ. Bây giờ còn ở Trung Quốc? Toàn ở Trung Quốc hết. Dạ. Lúc đó bà đi về lại Việt Nam thì con bà bao nhiêu tuổi? Con tôi có 7-8 tuổi là cái đứa đẹp như con nói. Ừ. Có 7-8 tuổi? Con gái thì 9 tuổi, 10 tuổi đó chứ ạ. Dạ, bây giờ thì cũng lớn lắm rồi. Lớn hết cả rồi. Mà con nghe nói là thời gian ở Trung Quốc là bà bị bên chồng, người chồng Trung Quốc hành hạ lắm hả? Hành hạ như thế nào bà cỡ con nghe với? Nó tôi cho về tôi bảo tôi đi chữa, tôi bị dạ tràng cố dạ dày nhá. Tôi nó chửi tôi thì mẹ mà chết đâu mà chết à. Tôi đi, tôi về tôi bị, tôi đẻ xong tôi bị thế này xong tôi bảo về chữa em thôi, tôi bảo bậy hậu sản dễ chữa, nó bảo nó chữa không được. Nó mà nó đuổi tôi đi à. Thì con muốn biết là lúc bán qua Trung Quốc thì đi bằng phương đường nào, đi như thế nào? Nó đưa tôi đi đường đồi chứ, nó có cho đi cửa khẩu đâu, muốn cho đi cửa khẩu chứ ạ. Đi đường đồi, lội mấy ngày mới tới Trung Quốc? 2-3 ngày chứ ạ. Lội 2-3 ngày, đến cái tỉnh kia là tỉnh nào? Quảng Đông. Quảng Đông, lội 2-3 ngày đến trên mới Trung Quốc. Mà bà lội qua lúc mà bị lừa bà lội bà không biết sao mà bà không quay lại? Không quay lại đâu chú ạ, à, không biết tiếng đâu không quay lại. Nó đi đường đồi cơ, không đi đường núi cơ chú ạ. À. Nó không đi đường phố đâu, nó đi chui à. Đi chui luôn. Lội mấy ngày trời. Lúc đó là bà 30 tuổi. 30 tuổi còn đi trường núi này mới sang qua vừa sang qua thành phố chú ạ. À. Dạ. Khổ lắm. Chứ nó lừa tôi đi đường khổ lắm nè, đi toàn đi đường đồi, mưa gió rồi chứ ạ, có khô khan như này đâu bà. Dạ. Sao chứ khổ lắm. Ừ. Sao nó lừa nó bà, sao đấy thì bà người Việt qua, bà nói tiếng Trung mà tôi không biết nghe à, bảo mà ta sao mà sang nước khác. Thế tôi mới hỏi các gái Việt bảo người ở, đưa ở đâu, nó bảo là người Quảng Đông Thủ Khái à. Rồi bà về đây là bà sống, bà từ ngày đó là ở 20 năm ở bên đó, thì sau khi bà bị bệnh thì người ta bỏ bà ra, thì bà mới lội về đây. Lúc đó bà biết tiếng rồi bà mới lội về được. Tôi biết tiếng rồi. Dạ. Ở bên đó trong thời gian sinh sống thì cực khổ dữ không bà? Chứ tôi ở trong kia chú Cao, tôi biết tôi đun bếp bà. Ừ. Bên trong có bếp, ngoài bếp mà. Dạ. Ý con nói là lúc bà ở Trung Quốc á, là bị chồng hành hạ đánh đập dữ không? Nó có, một lần tôi chả mới về đây tôi biết tiếng, tôi trốn nó đánh thứ hai đầu gối chú nha. Ừ. Chưa biết tiếng đánh. Nó đánh, nó thì bà trốn à? Dạ. Bà ở trốn rồi bà nói thì sao? Chậu à? Dạ. Nó bảo chậu à? Dạ. Là chậu nó chạy à, bỏ dạ. Chạy à? Dạ. Hôm nay bà về đây bà làm cái công việc gì? Tôi chỉ đi nhặt đồng nát rồi về cha thôi. Nhặt ve chai thôi. À, nhặt ve chai ngày bán được nhiêu tiền? Chả bao nhiêu được bao nhiêu chứ, bây giờ khó đi đâu, khó nhiều,
người ta uống chai xài nhiều, người ta không có uống bia, non bia mấy chưa ạ. Chỉ nhặt ve chai thôi. Ta nên mà một tờ gậy hai túi chưa ạ. Đi từ tối cho đến sáng mới về. Tối bà đi? Tối đi, gần sáng mới về. Dạ. Rồi ban ngày thì bà tự nấu ăn? Tự nấu ăn, chú Cao chú mua trong bếp ga này. Bây giờ nhớ lại cái ký ức ngày xưa á, là bà khổ lắm nhỉ. Dạ. Bà kể lại lúc bà sinh con rồi cho con nghe với. Con nghe nói là ở Trung Quốc là sau khi thời gian bà có hai con thì nó bắt buộc mình phải triệt sản, mình không sanh nữa hả bà? Nó là bắt buộc là không đẻ nữa, nên đẻ nó bảo là không chưa con ra nó phải đẻ đứa con ra nó. Tôi đẻ hai đứa gái thì nó về sau đứa thứ ba đẻ con trai. Hai đứa gái với đàn trai. À, có nghĩa là lúc đầu bà đẻ hai đứa gái. Nó đẻ hai đứa gái rồi xong rồi nó bảo phải đẻ con trai nó mới nó. Nó dỗ tôi là chưa biết tiếng nó bảo dỗ, nó bảo là đẻ mới nó cho về bên ngoại. Đẻ nó cho về quê ngoại. Đến thương vị này nó mới đưa tôi về chứ. Dạ, rồi sao bà không dẫn con mà đi về? Nó không cho mà đi đâu chú ạ. Một thằng con trai nó cho đi đâu. Không cho đi. Lúc mà bà đi trốn về Việt Nam, đưa về Việt Nam thì bà đi xe không có một đồng nào trong túi hết. Không, tôi cứ đi bữa, họ đi. Cho đi mà. Rồi lúc đó thì đói bụng thì sao? Đói bụng họ cho. Nó người nó biết tôi, nó nói một tiếng thôi mà nó bảo à, thầy Phan vậy ạ. Tôi bảo mời thầy ra từ là ký ạ. Tôi bảo từ ký à. Dạ? Từ ký ra nó bảo đói chưa ạ, tôi bảo đói rồi. Nó bảo mày quá ăn cơm mà tao bảo có. Tôi bảo thì nó là tao ăn cơm. Lúc đó bà về Việt Nam là bà bao nhiêu tuổi? Nó bỏ bà về Việt Nam lúc đó bà 49 tuổi hả? Tôi 49 mình đấy rồi. Bốn là đó nó 49 rồi. Vậy bà về Việt Nam là được bao nhiêu năm mày? 16 17 năm rồi đấy. 16 17 năm rồi. Có nghĩa là tôi năm nay 60 61 rồi. Dạ, có nghĩa là đến năm 30 tuổi thì bà bị bạn lừa bán sang Trung Quốc. Thì bà ở bên đó đến năm 49 tuổi là khoảng gần 20 năm. Bà sanh ra cho người chồng bị bán đó là ba người con. Đúng không bà? Dạ, với nó ba người con nó. Ừ. Năm 49 mới bị thế này chứ bà. Tôi sanh nó cười bừa bảy tắp sao rồi chứ ạ. Dạ. Mùa nắng thì hướng ngoài đồng cơ. Hôm nào trước con gái lên lòng bốc lắm. Không chịu thua ai gì chứ ạ. Dạ. Hôm năm 49 tôi bị này tôi khổ à, tôi vất vả. Tôi thuần lợn mà. Dạ. Tôi thuần lợn. Tôi lợn ha. Khổ vất vả. Vất vả lắm. Dạ. Năm nước vất vả tôi đấy. Hôm nọ con đứa tôi đi đầu lát về nó đập cửa tôi nhớ, nó đạp cổng tôi nhớ chú nhớ. Rồi đến thời điểm hiện tại thì bà việc nhặt ve chai bà có đủ sống không? Cũng có đôi người cũng cho chú ạ. Chú Quốc cũng cho, người mình cũng cho. Rồi hôm nay bà ăn cơm gì cho con xem với được không? Đây là cơm của bà đây hả? Đấy, cái chảo cho bánh, tôi ăn cơm nên tôi mua trứng về ăn. Mua trứng về ăn hả? Ừ. Trời ơi, đây không gian này ở em khá là tối luôn ha cô bán anh chị. Mà cơm của bà ở đây nè, bếp ga thì hôm trước là bạn Vương Khang với lại Phong rồi đó, để hỗ trợ cho bà. Hỗ trợ đấy. Dạ, bà bây giờ thì chỉ có một cái chiếc giường thôi. Bà bây giờ bà có cần mua thêm gì gạo gì nữa không? Gạo có nhiều lắm chưa ạ? Nhiều lắm hả? À, bọn thì thiện nó hộ tháng 10 này họ nó lại đến. Ừ. Bây giờ thì thưa thật với cô bác anh chị, bà Bùi Hồ không dám cho bà nhiều tiền vì cái không gian sống của bà nó cũng khá là nó không an toàn. Nên thành nữ là làm sao mà cho bà an toàn nhất có thể thôi, mua trang bị cho bà cái gì đó. Bên Trung Quốc tôi lấy thằng này đầy đủ ăn, không nó chỉ mua cái tôi là nó không cho tiền cho nhiều mà đi chợ chứ. Đối với xe đạp nó không mua cho, thế thôi. Còn đời bên ấy không mua cho nhà tôi cái mua kín hết nóc nhà cơ chứ. Kín hết luôn. Nó bên ấy nó thu một tuần, một năm hai tấn thóc cơ. Thì ở trong nhà đó có mấy thành viên trong gia đình, có mấy người? Nhà tôi lấy thằng ấy, thằng anh, thằng em ở riêng. Dạ. Tôi trước nên lấy thằng này tôi ở hai vợ chồng ở với nhau. Còn về ông thì tôi về mấy năm trước là ông bố chồng còn,
Rồi năm sau mới xong rồi ông già ông chết. Dạ. Vậy ở trong nhà của bà là ở mấy người? Trong ở đây tôi ạ. Ở trong nhà ở Trung Quốc á? Trung Quốc có hai tôi ở riêng thì đứa em dâu mới là em trai. Em dâu được ba thằng con trai. Dạ. Nó ở riêng. Dạ. Bên ấy nó đầy đủ chứ ạ, không thiếu gì. Dạ. Mỗi cái là nó kiệt sĩ lắm. Kiệt sĩ? Kiệt sĩ là sao bà? Kiệt sĩ là nó không cho mình tiền, đi nhiều tiền đi chợ buôn mua đồ ăn à. Ừ. Nhưng mà vợ chồng sống mấy chục năm rồi sao tự nhiên cái bà đi về, bà ta đuổi bà về. Nó bảo nó đi chữa cho tôi. Nó không chữa, nó bảo đi mẹ mà chết ông mà chết tôi. Nó đưa tôi ra bến xe, tôi hỏi thăm tôi về. Đây là trường hợp một trong những cái bà cụ sau khi bị lừa bán sang Trung Quốc gần như là tàn phế thì bà mới trở về lại Việt Nam. Cũng bị bạn lừa sang ha bà ha. Rồi sau này bà về Việt Nam thì bà có gặp lại cái người đó không? Có chứ. Có hả? Người đó có bị ở tù không? Không. Bây giờ nó già lắm rồi. Ừ. Nó một nơi tôi một nơi mà. Dạ. Lúc mà mới qua thì bà chắc bà hụt hẳn bà khóc lắm hả? Không cho rồi về thôi. Dạ. Nó không cho về. Ừ. Nó không cho về ha. Thưa với cô bác anh chị, đây là không gian sống của bà đó. Thì Bùi Hồ đến đây vào một buổi chiều muộn, nghe em Dương Khang mà người hướng dẫn với Bùi Hồ lại đây á, thì sẽ hỗ trợ bà sau. Và ngày mai thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại đây để thăm. Ngày mai con quay trở lại đây để thăm bà ha. Ừ. Bà ở giữ gìn sức khỏe, ngày mai khoảng sáng sáng con trở lại con thăm bà. Ừ. Được không? Được chứ. Dạ dạ. Nó làm cửa chứ con lỗ có cái sắt mua cái thì thôi chứ ạ. Con làm to đâu, làm gì nhiều tiền. Dạ. Làm có cái khóa này rồi. Dạ.